Vàng đã tăng lên tiếp cận vùng đỉnh mọi thời đại ở quanh 2530 vào sáng nay, trước bối cảnh Fed chuẩn bị chu kỳ cắt giảm lãi suất bắt đầu vào tháng 9 và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu đang leo thang. Tuy nhiên, vàng đã hạ nhiệt ngay sau đó trước áp lực chốt lời của các nhà đầu tư. Tổng kết nhóm VIP ngày hôm qua tiếp tục là một ngày giao dịch khá thành công với 7 kèo, chỉ có duy nhất một kèo tiền bị L, toàn bộ kèo vàng đều có lợi nhuận tốt. Hy vọng là hôm nay nhóm VIP của chúng ta sẽ thắng lợi lớn khi kèo sell vàng khởi đầu ngày mới đã hit TP 100 pip. Diễn biến của thị trường tài chính vẫn không thay đổi kể từ khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed ông Powell tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng đã đến lúc phải hạ lãi suất. Điều này đã hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Mặc dù vàng có đợt điều chỉnh giảm do dữ liệu niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị CB lạc quan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 8 đã tăng lên 103,3, cao hơn mức 101,9 trong tháng 7 và mức đồng thuận của thị trường là 100,9. Tương tự, chỉ số kỳ vọng đánh giá triển vọng ngắn hạn của người tiêu dùng về thu nhập, kinh doanh và điều kiện thị trường lao động đã tăng nhẹ lên 82,5 từ mức 81,1 của tháng trước. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn tập trung cao độ vào việc công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi PCE vào thứ Sáu, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Về tin tức của ngày hôm nay thì không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào từ Hoa Kỳ được công bố. Bên cạnh đó, xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang vào cuối tuần và nỗi lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng cùng với cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài cũng hỗ trợ giá vàng. Vàng hiện không chỉ là kênh đầu tư mà còn là kênh trú ẩn trước những căng thẳng địa chính trị vẫn còn dai dẳng ở một số khu vực trên thế giới. Trước khi đi vào phần phân tích kỹ thuật của ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người một sàn giao dịch uy tín với đầy đủ các giấy phép của các tổ chức tài chính uy tín ở trên thế giới như FSA, VFSC và SEC. Và sàn mình đang nói tới có tên là FXQT. Cụ thể thì FXQT là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối tiên tiến, mang lại cho người dùng sự tiện lợi, linh hoạt khi tham gia thị trường tài chính. Với FXQT, bạn có thể sử dụng đầy đủ những công cụ tài chính tân tiến và hiện đại, cùng với sản phẩm đầu tư đa dạng, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, tiền điện tử với chi phí giao dịch cạnh tranh, đòn bẩy cao, tốc độ nạp rút tiền nhanh chóng. Về các loại tài khoản, sàn cung cấp cho chúng ta đầy đủ các loại tài khoản từ Standard, Pro, ECN và cả tài khoản Mini. Trong đó thì loại tài khoản Pro và ECN được miễn phí giao dịch và miễn phí qua đêm. Mình nghĩ đây sẽ là hai loại tài khoản tối ưu nhất dành cho trader hiện nay rồi. Cuối cùng, đây là thứ mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó chính là các chương trình khuyến mãi. Trước tiên và cũng hấp dẫn nhất, đó chính là sự kiện thưởng không cần nạp tiền. Như các bạn đang thấy đây, chỉ cần đăng ký tài khoản FXQT, xác minh tài khoản, đồng thời chọn mở loại tài khoản Standard hoặc tài khoản Mini, các bạn sẽ nhận được ngay $30 vào tài khoản giao dịch. Song song với sự kiện thưởng không cần nạp tiền, sàn cũng đang có sự kiện bonus 50% giá trị nạp lần đầu lên tới $500 cũng rất là hấp dẫn. Và chi tiết về tất cả các chương trình khuyến mãi cũng như điều kiện của mỗi chương trình mà sàn FXQT đang triển khai, mình sẽ để phía dưới phần mô tả của video này để các bạn tìm hiểu và tham khảo nhé. Quay trở lại với biểu đồ phân tích kỹ thuật của giá vàng, trên khung thời gian H4, xuống hiện tại của vàng đang là xuống tăng, giá di chuyển ổn định phía trên đường trend line tăng giá màu vàng này và tích lũy ở trên MA20. Hỗ trợ gần nhất cho vàng là MA20, án ngữ quanh khu vực 2513. Nếu phá qua vùng hỗ trợ này, vàng có triển vọng mở rộng đà giảm xuống test lại trend line tăng giá ở quanh ngưỡng 2498-2502. Trên biểu đồ H1, trong ngắn hạn thì vàng đang tích lũy trong biên độ của mô hình tam giác với các đỉnh thấp dần và các đáy cao dần. Hôm nay thì không có tin tức quan trọng liên quan đến đồng đô la Mỹ. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán số với vàng khi vàng tiếp cận kháng cự biên trên của mô hình ở quanh ngưỡng 2525-2528 trong nhịp này. Canh mua nhỏ thăm dò khi vàng tiếp cận biên dưới của mô hình tam giác ở quanh ngưỡng 2512-2515. Mua chính khi vàng tiếp cận đường trend line tăng giá ở quanh ngưỡng 2498-2502 nếu xuất hiện các tiệu đảo chiều dừng lỗ khoảng năm giá. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, canh bán vàng quanh khu vực 2525-2528, canh mua nhỏ thăm dò quanh vùng 2512-2514 hoặc mua chính quanh khu vực 2498-2502 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai nào cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.